Rồi, chào cả nhà nha. Bạn biết cái này cái gì không? Mới nói chơi thôi chứ có nhiều bạn biết thì chắc. Cái này cá đi tượng mà. Con này 1 kg mốt nè. Bữa nay Úc Thu làm món cá đại tượng chân tương nha. Trời. Cá đại tượng nhìn nó đã không? Mình cũng đang định cái làm cái hầm nuôi cá đại tượng này. Mấy cá đại tượng này là thôi. Câu dính hoài bạn, lúc trước mình có câu dính rồi á, con ký mấy á, trụ kéo nó đã lắm. Cá đại tượng mà chân tương thôi khỏi chê. Còn sống đang ngoe ngoe nè. Đó kìa túi ớt. Mình đi Tiền Giang đó cắm câu á. Nhà mình giờ lúc nào cũng có ớt chứ. Ngoe nó nè. Cá gì tượng chân tương hay là cá chép chân tương rồi thôi khỏi chê luôn. Ăn là nhức răng nhức nách luôn á. Mày quẩy mày quẩy mày. Đây là con cá nè bạn ơi. Này giờ chứ mưa đang thổi lủi luôn rồi. Đó, cá này tượng mới mặn xong đó. Sẽ thôi. Chào cả nhà nha. Đây. Thì ngon lành chưa? Sạch sẽ chưa? Bây giờ khẩu vị gồm có gia vị chứ. Nguyên liệu. Tương hộp, cái đầu tiên là phải có tương hộp mới được. Tương hộp, hành. Cái này là nấm, cà rốt. Ôi, thấy cái gia vị quá trời quá đất ha. Nấm mèo. Đó là cái gì? Bún gì? Bún tàu. Cái này là nhiều khi mình muốn ăn cái gì mình để vô á. Ở nhà thì thích ăn nấm hơn nên để nấm nhiều. Ủa tương hộp bây giờ nó có cái bịch sẵn logo sẵn rồi luôn hả? Nó bán như bịch gì sẵn luôn. Ủa tiện quá ha. Hồi đó anh đâu nhớ vậy đâu, cứ mút vô bịch không căng ký thôi. Có nhưng mà giờ nó làm gì cũng tiện. Mua là người ta đã căng sẵn rồi, bây giờ có cá chưa? Cái gì sùm như nghẻ, như ếch. Nghẻ ếch này quậy quá. Con lên chảnh chơi nghẻ, ở đây đang quay phim nghẻ. Tụm gà YouTube nó căng thẳng chủ đề trẻ em. Thì cô Út mình lấy dao là con thấy ớn không? Rồi nó hơi sáng rồi. Giờ lúc nào cũng tối. Chiều rồi bắt đầu trời mưa đang thổi lùi à. Giờ cá tai tượng cũng hiếm nữa. Nhiều khi dắt ra cái tàu mới có, em mua nhưng giờ xả đi mấy lần. Có trời đang ngầm mì đó. Cá tai tượng là chiên, chiên tương. Thật có hấp ăn ngon. Cá đại tượng này mình nếu mình nuôi lâu năm bạn nó bự lắm nha, có con 4-5 kg cũng có, 5-6 kg luôn. Ở bên Bắc Tư có mấy con bự lắm. Của cậu nhàn đó. Con nào con nấy cũng 7 kg có bạn. 5-6 kg á. Bự ghê hồn lắm, khoảng 10 con lận. Con nào nó trời 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 nhìn cái đầu nó thấy nó lạnh luôn á. Nuôi lâu năm lắm à. Mình với ba mình cũng đang dự định làm cái mương á, ngay chân cái gốc mặn đó đó. Đào cái mương dài ra. Ba mình thì nuôi ốc bu, còn mình thì nuôi cá. Mấy cá mình đi câu này nọ rồi đó. Về thả hầm nó cũng được. Ba mình thì mình lúc trước cũng mới lắp cái mương bên kia. Bây giờ lắp xong rồi phải đào cái ao bên đây. Đúng là nhức đầu à. Tại cái chỗ đó là khoảng trống nhất à. Không có nhãn ổi gì nhiều. Cái chân cái góc mặn á. Bạn coi nè. Chuyện mưa đang thù lùi luôn. Gió kiểu này là thế nào? Tối nay cũng mưa là xiền. Tứ hướng hết trơn. Đây là mấy cái lợp tép, lợp cá bóng tùm lum cũng mà. Trụ bên đó cái hỏi các bạn coi trái kinh khủng không? Đó nó quặn luôn. Ngay những xuồng trái cũng nhiều ghê hồn luôn. Ngay chặn cái chuồng vịt quyền thoại của má mi mình. Út nữa đang đâu cắt đây bụp 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 ra. Cà rốt. Gọi gọi. Làm ăn sống nhăn. Thầy ăn vô á chứ nãy giờ em sắp có đâu. Tào lao đó thừa nữa.
ăn vô á. Sốt cà rốt nè. Này cú bánh chén phải không? Cú bánh chén. Ừ, thấy hay chưa, hay chưa? Ừ, hay. Ăn tương hổ mấy nhiều lần rồi. Mày thấy cái món chân tường này mày nhớ lại. Cũng lâu lắm rồi mình không ăn á. Lâu lắm rồi, nhưng mà hồi đó lúc cũng Thu còn nhỏ xíu á, ăn thường xuyên lắm. Tại ba mình lúc trước các bạn nuôi cá chép. Trời, nuôi gần cá mấy tấn á, cá hầm bự lắm. Cá chép nghệ rồi cá chép trắng. Trời ơi, lúc đó thôi còn nào nấy, 3 kg, 4 kg, 2 kg mấy. Xưa nuôi cá nhà. Chiên da chân tường không. Lâu lâu ba mình có độ nhậu là chân tương hay ở nhà vậy đó, lâu lâu mặn chân tương cơm. Nó tá cái hầm mê lắm. Cá lóc đâu nó vô đâu được 30-40 con, mà con nào cũng lấy toàn là ký mấy không. Do lúc nhỏ nó ăn mấy cá con, mấy cá chép rồi mình thả nuôi lúc nhỏ mà, bởi vì nó mập nó bự kinh khủng. Hồi lúc đó thì Thu biết Hưng được không? Hưng à? Con Đức Đẳng biết. Lại bắt hồi trời ơi dính hai con cá lóc. Nhưng mà ý là em biết mà. Bắt hồi mà được hai cá lóc 2 kg mấy mà. Con nào nó ký mấy không? Trời ơi nhìn mê. Tôi mà không biết mà không biết. Hồi đó tắc mương thường có bắt hồi. Bây giờ sẽ làm nước sốt để ướp cá. Hồi sáng thấy được cá đại tượng mừng ghê á. Em kiếm hổm gầy đó. Nếu mà chân tương thì cá đại tượng với cá chép thì chân tương ăn ngon nhất. Cá đại tượng này gọi bên những chính nuôi cũng nhiều lắm mà chắc nghi cũng hết rồi. Những chính hả? Ừ, nằm phía sau cái văn cây mặn á. Những chính nuôi cá cũng bự lắm á. Những chính là cục chèo với ba mình mà. Cũng ở gần nhà mình. Cá cũng bự lắm á. Đối diện ở bên sông. Ủa mà ông nhậu hoài, ông bắt hết rồi. Nuôi đâu cũng mấy trăm con mà nhậu lai gai hoài. Nó mang dịch đẻ nó vô, nó nghe nó kêu rồi. Để đường vô. Ủa bà nãy chính nó kêu đi hả vậy ạ? Ba đi công chuyện rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà đi lần hồi mình ăn không có ba. Đây là tội phi. Đám tiệc. Mình cũng mà vừa về tới nhà mà. Tội phi ớt thì cho nó thơm. Tí cục nhỏ. Có cà lo không? Thì trước em mua là do người ta múc á, không có để sẵn cái này, tiếng này tơ tôi này nghe mùi thơm á. Thơm không? Thơm thiệt á. Tương này mình kho bạn rồi mình nhảy nước cốt dừa vô ăn rất là ngon. Cái món là món huyền thoại của má mi á. Chưa gì chưa bụng kêu dữ hơn. Rồi sao bụng kêu dữ ta? Kêu ăn cơm ít quá làm sao, giờ này nó kêu ốc ác ọc ạc ra. Cá này bụng có chút xíu không thôi. Này cá này xương cũng ít nữa, mình đi xương bự không à, cũng dễ ăn. Đúng rồi, cá này á, em chủ yếu em mua nó cho nó đừng có xương mạng, dễ ăn. Cái này mê đồ bỏi này, nấm gôm, đồ nấm mèo, đồ này nọ, ngọt ngay. Nhà thích ăn nấm, mỗi lần mua hấp gì là nấm, không? Nhà mình khoái ăn đồ bỏi nhiều mà, nó ngọt. Hồi để dễ em biết hết không? Vừa mà. Cà rốt. Ta gọi là củ cải đỏ. Hình như là ở miền ngoài thì thường gọi là cà rốt hơn. Còn miền Tây mình thì thường gọi là củ cải đỏ. Nấm lông cô nè, trời nhiều quá ta. Nấm lông cô, nấm mè, củ hành, tí
hơi bị nhiều quá nha. Một miếng rừng. Rừng mẹ mày có trồng á, 2-3 bụi trời ăn không hết luôn mà. Nhét nhét lại nó cũng lên, nó dễ lên. Rừng dễ trồng, cho cháu là nó lên tốt rồi. Hôm nay lại ăn tối nữa rồi. Bụi kinh khủng nữa. Đây cô Út có tỉa cành, tỉa bông, tỉa hoa gì đây nè. Này ớt chứ hành nè. Không biết hồi để cái dĩa đó hết không? Cái này em chân cắp thủy hả? Ừ. Cái rau nữa nè. Trời, cái rau cũng để, có ăn được đâu cũng để. Chắc để cho đẹp chứ gì. Đẹp mà, cái miệng này em đâu có chặt đâu. Này không? Đẹp. Em chỉ làm sạch, múc, múc men rồi bụng nó thôi. Bên bác Sáu như đâu cũng còn mấy con á. Bác Sáu rồi nghe nói chả ăn con chịu gì mấy mà. Ghê vậy? Ừ, 2 con chịu mấy. Bự lắm. Ủa con nào nấy nghe nó con 7-8 kg luôn. Bự lắm rồi. Chỗ con nhút đó mình nhớ là lúc đó mình mới có 15-13 gì tuổi à. Đã nuôi rồi. Tới giờ luôn bạn nghĩ đi. 2 mấy năm. Con nào nấy chào bá. Rồi trời mưa luôn rồi. Như quê là trời mưa là buồn ảm đạm luôn. Mới nói xong là thấy mưa liền. Dạo này ban ngày bạn với giấc trưa nắng gắt, ôi bức ghê hồn luôn á. Nhưng mà giấc chiều tối là bắt đầu mưa. Vậy cũng đỡ, nhưng mà cây cối rồi nó mát mẻ. Thì mưa vậy mình cũng đỡ tốn tiền điện mà để mình tưới motor á, tưới đường, tưới giường nữa bạn, cũng đỡ. Mưa bắt đầu lớn rồi. Út mình đang cầm cụi gì đâu nhúm lửa nè. Nhìn cái lửa nó cháy vô mặt đỏ ché, nhìn như giống như phù thủy. Chứ tối mà nhìn con mặt mà đã đỏ vậy dám ai mà nhẹ, nhẹ mà muốn vía là té xỉu chứ không phải chơi đâu. Lỡ ai bạn nào đó đang coi phim với tối nè, coi clip này buổi tối á, giữa khuya mà lỡ thấy cái gì xong bật ngửa ngang giống chừng á. Mưa lớn quá trời lớn rồi. Như quê trời mưa là buồn thúi ruột. Thúi ruột, thúi gan luôn. Nói lớn lên, ê, ê, ê. Mưa hơi ồn. Mưa cho mát. Mưa tí xíu hả? Dạ, em là thấy cái đám mưa này tứ phía. Không có gió không mà mưa lâu lắm. Cái sửng của mẹ mình ghiếc mà coi nè. Lâu đời quá nó mớp méo tùm lum hết trơn. Nhìn cái sửng là mấy cô chú mà mình lớn tuổi là biết. Hàng cổ. Bến ít. Trampoline lên. Mưa ồn lắm. Xét lên vậy xét dữ lắm rồi. Chắc
chữ lộn thì bảo đảm không ai chữ lại đâu. Không có chữ lộn ai đâu. Nói chuyện mới nhỏ xíu à. Ồ. Rồi mưa dột. Xíu nghe chằng cái điện thoại vậy. Mới tòn nhiễu à. Có gì cũng vậy nữa, nó nhiễu à. Có. Ồ, chân cá để cũng đẹp ha. Được, được. Vấn đề ngon hay không đây? Không xui. Nấu ăn hoài mà còn hỏi. Trời trời. Con mưa ngoài kia tầm tã rồi, nước dẹp nó chảy vô tới đây luôn rồi. Cúng tàu này mình để vô chung luôn liền già luôn hả? Ở dưới quê mình có cây trái sẵn đó, mình tận dụng lại lấy củi mình chụm cũng đỡ tốn tiền ra mà. Có không hả? Có không đúng không hả? Chưa hết mà thấy thơm rồi đó, một hồi hấp chín rồi thôi. Thứ gì chịu nổi. Khó lên ngùng ngục rồi. Mưa lớn quá trời lớn à. Ừ. Thấy cái quẻ ngon lành này nha. Nhìn thì đẹp rồi đó mà vấn đề khẩu vị không biết sao đây. Ngon chứ, tin vô em. Tin vô không là bán lúa giống. Mưa lớn quá trời lớn à. Ôi, dòng gió quá trời luôn bạn ơi. Còn nguyên bụi tre gió thổi kìa. Cơn mưa này chắc nhiên giữa khuya chưa hết nữa. Tại vì mình nhìn bốn tứ phía rồi hết luôn. Đen thùi lùi thổi lũi. Không có chỗ nào mà là trắng hết trơn. Đó bên nhà bác Tư của mình á. Nhà có ếch nhẽ. Đây nhà cô Năm mình. Cô Năm cô Bảy. Cái nhà này là cổ lắm rồi ạ. Tính ra đâu cũng 40 năm hơn à. Nhìn kiến trúc xây đó bạn nào lớn lớn tuổi thì chắc cũng biết nhà cổ à. Nhà này lúc trước là bà nội mình ở. Sau này bà nội mình mất á. Nên để lại cô Năm mình ở. Thì cô Năm mình thì nào giờ không có chồng bạn ơi. Bị giá. Quá trời cơn mưa rồi. Mấy bạn nào đi xa quê lên ở sống ở thành thị ở nước ngoài chắc gặp cảnh mưa này bảo đảm nhớ quê dữ lắm. Nhớ lại một thời tuổi thơ. Nhất là mấy cô chú sống ở nước ngoài á. Nhớ cảnh hồi đó mình sống ở bên Việt Nam rồi nọ những lúc trời mưa làm lúa, làm vườn. Mà mình cũng có thể cái kỷ niệm nào mà khó quên nhất trong đời là những lúc trời mưa nữa là dễ nhớ nhất. Giờ cũng tối rồi, xe ngoài đường chạy mất đèn. Út mình đang tỉa tỉa mấy cái dưa leo gao ghiếc nè, chuẩn bị hồi gói bánh tráng. Trời xíu té à. Ngồi giật coi sao. Dưa leo này xào mực ăn ngon luôn. Xào mực á? Ủa? Ủa nào? Ờ bữa kia đưa tiền cái gì vậy? Ngay. Dưa leo này xào mực ăn nó ngọt.
hay là xào ớt ăn cũng ngon nữa mà. Ủa nhớ rồi, bữa nào xào ớt ăn bữa đi. Mai á, có ớt sẵn mà. Bữa đó xào lá cách, sáng bữa đó xào lá cách. Bây giờ lại đòi thêm đập xào ớt với dưa leo. Thôi xào dưa leo đi, mai xào dưa leo ăn. Khui khui khui. Ủa bốc khói luôn. Giờ mưa mà ăn mấy món nóng nóng vậy thôi đúng bài. Giờ để bún tàu rồi vô. Thơm quá thơm quá. Đang đói bụng mà kêu nó hò kẹt hò kẹt nó bụng. Bạn thấy hấp dẫn chưa? Che che nó lại. Che che ăn cá lại. Che. Để con tàu vô là chút xíu rồi xong liền gì phải không? Chút xíu à, để hầm lại một tí à. Chứ cái này do em cũng ngâm rồi á. Bạn thấy nhìn hấp dẫn ha. Điện nắp lại. Chờ đợi chút xíu nữa là xong. 3 phút nữa thôi. Mình lên ăn cơm. Khui. Mùi thơm ngào ngạt. Chín rồi, chín rồi. Chuẩn bị ăn thôi, chuẩn bị ăn thôi. Cái này mà bà lỡ tay xả ba bữa hết rồi làm rồi. Lỡ xong để cái đùng phát rồi xong luôn, nhịn đói luôn. Chắc nuốt ra bớt, nuốt cá ra bớt trời. Mấy cái đầu bội đó, mấy nấm rồi nó ra nước dữ lắm. Thấy có khỏe được rồi nha, món này ngon à. Cho chút bông mai lá hẹ gì chè le hột me vô. Trời ơi cái lá hành bà tỉa ra bông qua thấy ớn lạnh luôn. Dạ không thấy bông luôn à. Nào làm lại cái máy nào cũng nhiễu quá trời nhiễu luôn mỗi lần mưa. Xong rồi anh ăn cơm thôi. Mấy ton này là ton xi măng các bạn, ton hồi xưa đó, nóng dữ lắm. Lúc trước là ở trên nhà trên của mình á, rồi sau này mới đem xuống đây tận dụng lại làm nhà bếp. Vậy là xong rồi nè các bạn ơi. Mình có bánh chén, gạo, nước mắm. Bạn thấy hấp dẫn không? Các bạn nào chảy nước miếng gì nói nha. Cậu chẻ thịt cá ra cái thôi. Đây đây đây. Trắng như bông bưởi không? Ừ. Giờ này là mũi bay tùm lum hết. Cá chân bóc. Ôi mũi. Mũi quá sáp bạch ra. Cái này quất phát 4 cuốn 5 cuốn là no ảnh. Bún tàu.
Nhìn cái cuốn thấy hỏi ôi rồi, quá trời. Chắc nó mập nữa rồi. Nó mập lắm đâu. Mời cả nhà nha. Sao sao? Mập. Ngọt. Mời cả nhà nha. Mềm lắm á. Em chữ bằng xác rồi. Mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.